Ta mà bọn nó nhìn to bị vẻ môn mình thích. Là sao tại nhưng bạn thọt tới việc kiện cầm thì nịp phó hay năng việc kiện OBS xâm rạp thọt phòng là bê chân tới nhưng có ọt bàn thọt to là dân chập đám thọt bà to tiện chẳng bật mình vẻ môn dân bàn bà chọp nó tròn đầy dân bà thu khẳng khẳng nịp ná. Ở đó nhóm vô tu ông đọc đài đó, đập đầy vô tập bà. Ở đó nhóm vô tu ông sẽ đạch bỏ này cho. Vô tập bà. Tạm bất tức bọn bọn đó khi nhìn trâu cầm nọt xâm khoa đăng đáy thà. Nó khả nông phần này khẳng ní. Cứ chỉ phần này đài bà chả rãn chìa mùi nâng ca bà bà. Function robot tu ông. Né? Function robot tu ông cứ dân bà khẳng nâng cực ọ. Cứ cần lại này cứ cần lại để dân cho tao edit tu on để hạ thật compose nè edit tu on là dân cho tao mà ta cho tao mà thả tao chọn giấy thì là giấy mà nó bây để dân cho nó không compose nè cứ bị chỉnh rubric bài này cứ tìm mối bị miền là pd psd psd nè cứ bạn để thả cần lại để dân import psd asset chênh bị khẳng cao chôn bật thèm nhưng cho tới dân ai chờ ra xây xinh tiết đầy dân chọn đạp bật thèm nó là tu ông rồi bỏ dân nâng cứ dân ai đạp bật thèm bạn chẳng ná chẳng nhận mở với đây chìa PSD ủ rồi hò thà sọ cao này ná chìa PSD dân cho open về tới ta này bị ọt chênh chẳng bài chìa bìa miên lạc cả nạ xây tiền đó nghe nhưng mà nó nghe sao đang prà nó maintenance vẫn prà chấm bùa ní cứ collaboration nó cứ cái này để dân check mờ đập xâm lê dân tè mờ tụ ong là bao dân về làng cho head rotate chẳng dân sẽ đập về tạm nó nghe collaboration cái này cứ cái này để dân thêm thôi chẳng dân ai bật thêm chẳng đã chân là lời tu ông rồi bao dân bàn chứ nè đôi thay dân chọn to chân bị lại này một thiệt má dân chạy lên ní hay dân chạy lời chân khẳng các bạn ní hay dân chạy add bone chứ nè dân chạy add bone to và nó thay dân đã chân bắt to bị lời nặng bàn chứ nè dân đã bắt to chân bàn ok hắn nói dân add bone chúng mình xem năng là bật mặt tăng tiết là khả lại nè, xem rạp để dùng prapra add bone nè, dùng add đã viên là lơ object same same bàn là bài bậc cao tới chi cho là ná, dùng đã add bone việt bàn á, bone này bone này cho làm bone, này, chắc là cái này là bây giờ dùng select tool on, cái này này cứ cái này để dùng cắt, lục chào phải nằm mùi robot tool on dùng add lục bàn nè. Miền brush bảo vệ vì miền cái này lục vì miền ấy chân tự anh đang khảo thầm mask editor cái này để dựng lục nè cái này kêu kêu nó cứ lục bay cái này nó cứ lục bay chẳng ngày nó khi mà lục mất thế còn là prap tru tru thả năng viên chấm và tọt mất tiết cái này ní cứ chia cái này để dựng mau pin đặt mở này tay khẳng mục nè facial animation setup chứ nè bây giờ dân chơi tới cứ chạm bao dân hành nó cứ về lật làng nè về lật làng chẳng nè dân sạch áp về dân mờ ta về trừ cột lại cái nạ trong trôi ọt chấm mò mọt dân sạch lên đi nè đi chấm mò ok dân sạch lên mọt ta về miền mọt mọt về mọt lợt mọt cơ bạp cơ bọp trên tay nhớ nè là ngay và tạo mặt tiết cái này cứ cái này để chia sprite editor đôi khi tại là cái nào là bao viết bị copy sprite editor khang crow sprite editor khang crow và compose để xem cái khang crow và mình crow biến như thế này là không compose nữa crow bị compose nâng sprite editor cứ sản phẩm dưỡng plap đồ này là mũi này riêng cái là bảo tụ on thì bên trái là cái này sprite editor cứ chia cái này để dưỡng ai bật thêm bật thoi bàn nó như vậy cái thêm một thời bàn chúng lực ở tôi ho chạy sẽ đang nhập đôi chia sọ khăn cài này
សក់ខាងក្រៅរបស់តួអង្គខ្ញុំជួយអត់ចេញនេះសក់ខាងក្រៅរបស់តួអង្គនេះខ្ញុំបន្ថែមទេណាខ្ញុំបន្ថែមពីក្រៅបន្ថែមពីសក់ខាងក្រៅរបស់តួអង្គនេះបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចលុបក្បាលបានយើងចុចបន្ថែមក្បាលរបស់តួអង្គយើងចង់ដាក់បន្ថែមយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងនេះឯងនៅក្នុង Spray Editor យើងដាក់បន្ថែមវាបានអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំលុបចេញគាត់ថាតែជាឧទាហរណ៍ទេនៅក្នុង Spray Editor នៅខាងក្នុង Compose នេះខ្ញុំបានឌូមកវិញ Undo បន្តិចមកវិញអូខេអញ្ចឹងយើងនៅ Select លើតួអង្គដដែលយើងចុះមកខាងក្រោមទៀតបន្ទាប់ពី Sprite Editor ទៅកន្លែងនេះគេហៅថា Render Style Render Time នឹងមែនទែនទៅអត់ជាអីទេគឺជាកន្លែងដែលយើងបន្ថយបឋមពណ៌យើងបន្ថែមពណ៌ឬក៏យើងបន្ថយពណ៌យើងធ្វើអីស្ដាងឲ្យស្គមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺយើងកន្លែងដាក់ចំណុចកណ្ដាលបាត់វាចុះអត់ចេញហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាស្អីដែរនេះ this sprite does not contain a step of geometry and vector cropping tool អូខេហ្នឹងអត់អីទេដល់ឡាយកន្លែងនេះគឺកន្លែង launch external image editor អូរហោថាយើងចង់ edit ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយគាត់យើងចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងចុចអានេះទៅគឺវារត់ទៅចូល Photoshop លឿនមែនតើណាវារត់ចូលទៅក្នុង Photoshop មកអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមបន្ថយបាននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចង់បានផ្នែកណាយើងចុចផ្នែកហ្នឹងទៅហើយយើងចុចទៅលើពាក្យថា launch external image editor គាត់ចុច patch ចេញផ្លិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចកែកន់បានលឿនដូច like កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើង export ទាំងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងទៅក្នុង Photoshop យើងចុចទៅគឺវាលោតមក Photoshop ទាំងអស់អញ្ចឹងបងហើយយើងអាចកែកន់បានចឹងណាដែលឡាយអាមួយនេះគឺជាកន្លែងដែល create custom rig capture អានេះក៏អានេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរតែគេប្រែយ៉ាងម៉េចទេឡាយនេះយើងខែក capture អីកន្លែងណាកន្លែងណីចឹងណាប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេកន្លែងនេះនិយាយតាមត្រង់មកខ្ញុំសិក្សាបន្ថែមទៀតសិនចឹងនៅក្នុង composer នឹងដដែលនៅខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរើសទីតាំងរបស់ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់តួអង្គឧទាហរណ៍ថា character ឧទាហរណ៍ថា character 1នេះ character មនុស្សស្រីណានេះថាតួអង្គមនុស្សស្រីនេះចុះនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើចលនាគាត់បងប្អូនអរគ្នាឃើញថាមានដៃមួយដែលវារត់មកខាងលើតួនេះបងប្អូនឃើញដៃនេះឃើញដៃនេះវារត់មកខាងលើតួអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យដៃហ្នឹងវាទៅខាងក្រោយនៃតួវិញគឺយើងត្រូវ launch តួអង្គមួយនេះចូលទៅក្នុង compose យើង edit វានិយាយមកម៉ាត់យើង edit វាយើង edit រួចបងប្អូនអរគ្នា select លើដៃនៅពេលដែលបងប្អូន select លើដៃហើយបងប្អូនអរគ្នាមកខាងណាបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា layer manager អញ្ចឹងនឹងឃើញដៃកំពួនដៃរបស់ស្អីស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកំពួនដៃសេសានហ្នឹងគាត់នៅលើដងខ្លួនណានេះដងខ្លួនរបស់គាត់នៅណាយើងមើលលើដងខ្លួនរបស់គាត់នេះខ្លួនរបស់គាត់នៅកន្លែងនេះឃើញណាហើយស្រាប់តែកំពួនដៃរបស់គាត់នៅខាងលើនៅខាងលើខ្លួនដល់ពេលចិត្តទៅវារត់លើខ្លួនវាអត់ខាងក្រោយពីខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងចាប់ពីចុចឲ្យជាប់ហើយយើង track វា down ខាងក្រោមដាក់វាខាងក្រោមទូអង្គនេះមកខាងក្រោមខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងដាក់វានៅខាងក្រោមខ្លួនជាងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចេញពីក្នុងកន្លែង composer ដល់មកកន្លែង edit មកយើងបាត់ហ្នឹងយើងលែងមានឃើញតួអង្គកន្លែងហ្នឹងនៅមានដៃរត់ពីលើខ្លួនទៀតហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងចុចសេរីណាកន្លែងយើងដែលយើងចុចសេរីអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនៅលើតួអង្គគឺយើងត្រូវទៅចូល edit ហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែជាការលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញជាក់ស្ដែងដល់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបកមកតួអង្គនេះតដែលហើយយើងចូលទៅ edit នៅក្នុង compose ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងយកតួយកផាតផ្នែកនៃរាងកាយរបស់តួអង្គដាក់ទៅតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាដើម្បីយើងមើលឃើញទៅវាមានសម្ដាប់ធ្នាប់វាមានរបៀបទៅតាម
របៀប នៃ តួ អង្គ ដល់ ឡែក យើង ចុះ មក យើង មក មើល ផ្នែក មួយ ទៀត គេ ហៅ ថា content manager content manager ហ្នឹង វា មាន actor វា មាន អី ជា ដើម ជា កន្លែង ដែល យើង អាច យក ទៅ បន្ថែម បន្ថយ លុប ជាមួយ នឹង តួ អង្គ នេះ តោះ ណា ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ថា ខ្ញុំ ចង់ បាច់ ពូត តួ អង្គ មួយ នេះ ពាក់ មួក ហ្មង ពាក់ មួក ស្រាប់ បាច់ ចាំ យក ទៅ ភ្ជាប់ link ដូច ក្នុង video មុន ហ្នឹង ណា យើង ឲ្យ តួ អង្គ មួយ ហ្នឹង គាត់ ពាក់ មួក ស្រាប់ គឺ យើង ចូល ទៅ content template នេះ មក យើង ចូល ទៅ accessory យើង ដាក់ roamer ស្អី មួយ ចឹង ទៅ ណា ដាក់ roam មួក ដាក់ roam មួក មើល មាន មួក ទេ fashion ពាក់ venta ក៏ បាន ដែរ ណា ឲ្យ តួ អង្គ នេះ ពាក់ venta ក៏ បាន ដែរ ទាញ មក ដាក់ លើ មុខ គាត់ ទៅ ហ្នឹង ហើយ យើង សេរី មក សេរី ឲ្យ តួ អង្គ ហ្នឹង គាត់ ពាក់ venta ឲ្យ ធំ តិច មក Okay, là dừng mà mơ là cái nông layer manager dừng khởi thành lực bàn ta nó cứ bạn đã lời tụ ong hỏi và ta đầy vi hấp sơ giả là thay dừng đã rồi phần năng chứ vì vi chọn và phần năng chẳng hạn này này vi chọn và phần năng tại hay tụ ong nó dừng tin đã mặc cảm mình tịnh màu phần năng này nó cứ cái lại để dừng thèm thói từ lời content manager đại tụ ong chi con chi ấy cứ dừng có đại nông nông đại nó dừng đại nông lực kia mong muốn học niệm mở cái nông mê riêng bắt đầu tất đằng này นั่นไงបន្ទាប់ពីយើងបានចូលក្នុងការកនរហើយយើងចេញមកខាងក្រៅវិញមកណាយើងចេញមកខាងក្រៅវិញមកយើងយកតួអង្គនឹងប្រើបានហើយអញ្ចឹងតួអង្គមួយនេះមិនបាច់ចាំភ្ជាប់លីងជាមួយនឹងនេះទៀតទេយើងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួអង្គតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែក compose អានេះគឺកន្លែងដែលយើង create character នៅពេលដែលមាន character ថ្មីយើងចុចចំណុចនេះទៅយើងអាច create character បានណាមួយនេះគឺកន្លែងយើង create media យើងដាក់ media ឯផ្សេងផ្សេងជា prop ជា scene ជា image layer ជា background ជាដើមរួចថាយើងមាន plan ថ្មីយើងត្រូវដាក់យើងដាក់រោទៅដាក់ជា prop ខ្ញុំជឿចិត្តដាក់ជា prop អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់រោទៅយើងដាក់ចូលមកហ្នឹងហើយយើងមើល background ណាមួយដែលវាតំណងណាដាក់ចូលមកអានេះចាស់អញ្ចឹងយ៉ាងទីចូលមកអានេះជារូបរបស់ AI ទេហ្នឹងហើយរូបរបស់ AI ស្អាតម្យ៉ាងដែរច្បាស់โอเคចឹងយើងបបណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងចុះមកខាងក្រោមអានេះដូចជាកន្លែងមុនដែរ render type កន្លែងដែលយើងដាក់ពណ៌ដែល live បន្តមកនេះគឺជា import 3D motion គឺបានន័យថាយើងភ្ជាប់តួអង្គមកនេះទៅជារូបភាព 3D លក្ខណៈសកម្មភាព 3D ចឹងយើង select លើតួអង្គហើយយើងចុច activate link មកវាចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់តួអង្គរបស់យើងជាមួយនឹងតួអង្គនៅខាងក្នុង scene នេះហើយតែហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងបវលវាយ៉ាងម៉ាអាខាងក្រៅក៏វាបវលយ៉ាងដែរហើយបើយើងចង់ដាក់សកម្មភាពវាយើងចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងនេះ import motion យើងជ្រើសរើសយក motion មួយណាដែលយើងល្អប្រើគឺយើង import វាចេញមកតោះមកទៀតយើង play វា play វាចាប់ផ្ដើមដើរអញ្ចឹងណាឃើញទេ play វាចាប់ផ្ដើមដើរតាមណាតាមរូបជាលក្ខណៈ 3D អញ្ចឹងតើហើយក៏វាដើរចេញផុតពី scene ហ្នឹងតែឡើយកន្លែងហ្នឹងអែមអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះចូលលេងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះទៅហាណាប្រៃយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចុចតេសមើលណាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ទាំងអស់ទេយើងចុចតេសមើលតែហ្នឹងហើយដែល like នៅកន្លែងនេះគឺជា sprite editor ហ្នឹងឯងនៅខាងក្នុងមិញណានៅក្នុង composer វាមាន sprite editor មួយគឺជាកន្លែងដែលយើងបន្ថែមបន្ថយណាខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែ sprite editor នៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដោះដូរឯងជាកន្លែងដែលយើងដោះដូរជាធម្មតា sprite editor នៅកន្លែងនេះគឺគេប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹង 2D motion key editor គេប្រើគ្នាជាមួយអានេះសម្រាប់ធ្វើចលនាចឹងណាជាមើលខ្ញុំបង្ហាញបន្តិចទៀតឥឡូវខ្ញុំលុបអាផ្ទាំង background សិនមកវាចាំងភ្នែកវាភ្លឺពេកអូខេឥឡូវយើងតទៅទៀតកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលយើងធ្វើចលនាភ្នែកបាត់បើករបស់តួអង្គកັບបាទតួអង្គនោះវាជាប់ជាមួយនឹងអានេះលុបអញ្ចោហលុបវេតាចោអញ្ចឹងយើងចូលមក face puppet នេះមកហើយយើងចុច preview បងប្អូនច្រើនសួរខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំចុច preview ហើយតួអង្គរបស់ខ្ញុំនឹងវាអត់ដែរបងប្អូនអរគ្នាអត់មើលពាក្យគេទេគេថាចុច preview រួច press p to preview អញ្ចឹងវាឲ្យយើងចុចអា space key នេះអា keyboard របស់យើងគេនៅលើ key យើងហ្នឹងណាយ
dương cho chẳng năng mùi tiết bàn bị trên preview chẳng dương cơ mà đây dương cơ mà tới dương khơi thá tu ông rồi bảo dương chấp đám thôi cho nà đây chẳng nhầm đã kia màn tịnh hãy dương cho preview bàn tiết dương cho space key đã bê dương chọn đo anh đang tránh dương cho space năng đoàn tiết đã bị chọc rồi chẳng á space bug ok cho space mùi tiết bị bật chẳng á này này chẳng bởi dương chọn record dương chọn record bàn thà vì chấp đám thọt chô nó không tham lại bởi dương dương chọn record tới dương chọn space key tới dương khởi nhận đi bị chấp đám lộ đó nè chẳng tu on rồi bảo dương có vì chấp đám miên trò này nhưng ta dương chọn mùi dương tới bị bật này chẳng nhé dương chọn mà nó bị bật này chọn nghĩa chả vì nghĩa dây nghĩa chẳng nè 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 bạn nay bởi dương phơi không nấy dương bảo bạc control vì lớn bạn nay dương bảo bạc control đại sao tại khi nó bị lươn bị dân chọn cài còn nó dân cả bàn chẳng á chẳng hạn nó dân thờ ban khả năng là cái nạ cài lướt cái bàn thái bị bà control ok lấy nhầm cho spec key với nằm mày đỏ hà nó cái prime chẳng á bảo bảo đăng này lấy dân play mà bây giờ mày vậy play tới dân khởi hành play biết chụp đàm miền tròn nã bị bôi dân mà record đó này sụp đổ. Nên những gì từ chẳng á. Ok, chẳng à năng phần này nè, cái này cứ 2D motion key editor cái này để dựng cho nào đại đại. Hay đại lại cái này cứ cái này để dựng cập nhật motion, cập nhật expression របស់ tụ ông, nè expression, biệt tại expression nó trong nhật hà tụ ông năng vi nhâm vi cả tốc vi sờ bài chẳng là dựng mơ expression type. Dân chọn mơ tiết dựa thà week nâng á, dân mơ tạm này tới dân sẽ về tới về nâng lột ao giờ này chẳng á nè, nì khởi nhé bà chẳng à, hà lâu chung bà hai bì rịp đọt đột đáy hay dân prao chú mùi nâng 2D motion key editor ok, hà lâu nhầm đọt đi màu default xin default key ở bên mặt đám sẵn hay có đọc motion về tôi đang ở đây ở đây anh chấp đám mời tịch trong một hồi đặc trong trong ở tụ ở mấy quạt này giấy miền cài bị cả chỉ thầm ở đá dân mình chỗ được nông animation custom dân vô nó nông idea talk này dân chập tiền từ lời tụ ông chẳng tụ ông bị chấp đám miền cài bị cả nên chập tiền là tụ ông bị miền chấp đám cài bị cả chẳng nè bạn thấy à cả thời cài về cài chẳng về sợ là o về sợ sad, xem lại phim cài về cài đôi khi ngọt ngọt về rừng rừng chẳng ấy, ok, à lấy dân dân thời cài về cài mùi tiết đầy đầy cài thời đầy đầy, chẳng bằng bồn chồ tôi còn tham lãng, bồn chồ còn tham lãng sẽ lại lấy tuổi ống hay bằng bồn bạc tháp motion này máu, tạm tiếp bằng bồn chồ tôi còn 2D motion key editor nhầm tiền tụi ông đã kiến hay nhầm tiền này tại mặt hàng này là bay sơn mở hay bằng phổ ba sprite editor mà chấm ba các bạn này lấy nhầm cho từ mà 30 frame nhầm cho từ 30 frame nhầm chụp đám tiền đầy ní lợt tiền đầy tụi ông lợt to nè tao mà tiết nhầm bỏ mà bẹ cái đào bánh nhầm chọn ở tụi ông nâng onsen on màn tịt máu hay các bạn nó cái riêng ao màn tịt đấy, vậy cho nhà thế về ao màn tịt má, hãy đầy đi, lớp ở port chạy, lại port chạy, hãy kiếm scratch bone màn tịt làm bay một cái bone nó làm mà lời chạy, lại dùng play, hãy về riêng dứt, ok, thay màn tịt tiện anh ấy bị dứt bây giờ thay và thoi về thì má bằng bọn học này sẽ nên là transform nhé cho chúng ta transform mới bạn này ok anh ấy như ai copy vị trí mà bị lươn page các bạn bạn nắng làm bài nhé đã biến chân mà cái này mà bọn anh lên cho mùi nâng transition curve của bạn hay
ហើយអានេះយើងដាក់អូខេឥឡូវវាមកលឿនមិនលេងទេយើងលេងអត់ស្អាតចឹងយើងយកប៉ុណ្ណឹង អូខេ អានេះដូចជាអត់ស្អាតស្អាតសោះ lực ở đây cũng tốt chứ. Vô linear ở bên tay mà ok anh có linear đã chẳng cái này nó phải được bị lực đài chảy máu vì lực đài trắng. OK. Nơi cái này mà bộ đọc này ai đồ đầy bàn nè, đồ bỏ ọp đáy dân Sprite Editor máu nhưng đồ bỏ ọp đáy ní ta chỉ đầy bạn này chẳng có rụt mà đó đáy rụt bỏ đọc lại năng đồ đáy. OK, làm một lớp tìm màn hình nè đồ đạn này mà OK, chẳng phải làm đồ đầy chẳng á hình lồi á chẳng phải làm đồ đầy chậm làm độ đại nó lại cái nào độ đại dương dây tới thấy tụ ón nó độ đại to mà tiết cái này nó về để tụ ón ao tròn tiết dương tròn ở tụ ón nó bị bật này chẳng dương cho từ face key editor đi má dương cho từ detail dương chậm làm cái mặt key frame từ lời bling bảo vệ dương ở tụ ón nó bật này đó nè ở tụ ón bật này thấy mà đòi cái này ở tụ ón bật này mình OK, bây giờ cho tôi không face, we nên bật cả bàn từ chia track mũi, đây mà hai pi chào nè, bật này, cho mọi người đọc niềm mơ. Cái này bị on cho, bật này chẳng nè. OK, chẳng hạn đam đi, em chẳng ai tụ on out nên tích, mà đam đấy, ai tụ on màu sắc đẹp đam vậy, nhưng chạy default mà. OK. Chẳng là cái nào bạn này để dùng phở nè. OK. Chẳng dừng khâm thật bằng phố nó khả nghi chút lòng tì ca pra pra thu được ở đây. OK. Rồi bạn tiết. Bạn này. Chẳng bật bản năng cứ bật chọp cái này bằng phố nó khả nghi chút sẵn sàng bật thám chẳng bật dồn bản bật năng. Đại sách nó cái này cứ cái này để dùng vô rồi bỏ mà pra pra. Anh ấy việc bật đi mũi bằng phố mà rô cái này máu. Việc bật là scene manager chơi default về máu đó scene manager cái bộ tông này chỉ bộ tông đại bằng bộ đọc này cho tờ rô tù ông chẳng tù ông vì miền bì bộ page custom là tab template là custom chỉ bộ page tù ông là chấm ở trong custom chẳng nè cái này này chỉ dùng để chỉ cái này để dùng vô cho nó mà đã lựa tù ông vì miền template hay có vì miền custom được kia chẳng nè ចាំមកបងមើលទៀតស៊ីនគឺកន្លែងដែលយើងយកប្លង់ប៉ុន្តែប្លង់មួយចំនួនទៀតបងប្អូនយកពីខាងក្រៅណាខ្ញុំបានឲ្យហើយបងប្អូនអ្នកនេះយកពីខាងក្រៅមកដោយសារតែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់មានទុកនៅខាងក្រៅផ្លង់តោះខ្ញុំអត់មានទុកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែរស់ដល់យើងត្រូវការទីនេះចូលយើងទីប្លង់ចូលយើងទីចូលអញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ចូលទៅយកជាប្រອບចុច yes ទេអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់វាទៅក្រោយបែបនេះឯង โอเคต่อมาទៀតឥឡូវនេះយកអសយកអីទេកន្លែងនេះយកប្រອບសម្ភារៈផ្សេងៗបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវប្រេសឈើត្រូវទឹកត្រូវឈើត្រូវអីផ្សេងៗគឺរកក្នុងនេះណាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយតាមមកទៀត elastic motion នៅក្នុងelastic motionហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែលយើងប្រើជាមួយប្រອບឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានប្រອບមួយ ខ្ញុំមានបាល់មួយចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបាល់ហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងស៊ីនដោយមានចលនាអញ្ចឹងខ្ញុំចូល elastic motion customer ចុច entrance អញ្ចឹង entrance ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យវាយើងធ្វើម៉េចយើងយកនេះមកវាទីមកអូអានេះធ្លាក់មកយឺតយឺតណានេះធ្លាក់មកយឺតយឺតអញ្ចឹងណា
nâng ấy hãy lấy nhầm ăn đồ vĩnh nhưng trong vô ấy xây tiền anh ấy bị thẹn má vì bị chênh màn chẳng nữa nè anh ấy chênh mà mù ok anh ấy chênh mà vần ok chẳng nâng ấy gọi thầy là stick motion bởi vì phải emphasis bởi vì thà vì miền trò ná nâng cả lại vì ở miền trò ná chênh châu tê vì nó mà cả lại ngay ngay tê chẳng ấy nè chẳng là stick motion sẽ làm cho bên nào này ok chẳng last take motion vì mình exit nên chỉ đá mà bọn nó này chạy exit mà nhưng bọn này chào mà đó mà chào làm này sẽ bị ta chạy bỏ đã lời về tới về exit chậm đó scan bị chào dân dùng một đám tiền prop dùng bàn má chẳng như cho tay là tick motion exit miễn chỉ làm phép nhưng ai dùng mà prà thế của vấp tập bạc chẳng này chẳng là video đang có bản năng trong dây ốc cho lấy xin cảm tạm bảo bảo nó này dùng hay bạn miễn chung nó xôn xạ xu vật hàm ốc con tràn bye bye.